Vâng, xin chào mọi người. Thì mình đã có nói sơ qua về sự khác biệt giữa có hai về cái hình dáng cũng như là cái ngoại hình của cái củ trong dây ngọc linh và cái củ đẳng sâm. Ở đây mọi người nhìn hiệu, đây là đẳng sâm này và bên này là trong dây ngọc linh. Thì các bạn đã thấy rõ rất rõ là hai cái nó khác như nhau. Cái này thì nó là dạng một thân và một củ có một sợi dây tơ nhỏ. Còn cái này nó có đẻ ra nhiều nhánh chân tay. Đấy, nó rất kỳ đẹp, nó như củ sâm vậy. Và bây giờ mình sẽ xin phép được là thử cái rượu của hai loại này. Ở đây mình đang có một bình đẳng sâm, mình đã ngâm khá lâu, khoảng tầm 1 năm rồi. Và một bình sâm dây cũng ngâm khoảng tầm 6 tháng. Rượu nó lên vàng rất đẹp rồi. Và mình sẽ đánh giá mà vì sao mà tại sao cái bổ sung dây ngọc linh này nó lại giá nó cao. Nó cao gấp đôi đến gấp 3. Thì thường là gấp đôi, nếu mà hai hàng là cùng gọi là cùng một dạng chọn chẳng hạn thì là thường thường là giá nó sẽ cao gấp đôi các bạn ạ. Đây mình sẽ xin thử đây, đây là rượu đằng sâm này. Ở đây hai cái mình đều ngâm tươi cả nhé. Vị thằng này thì cũng thơm thơm. Nó khá là ngọt các bạn ạ. Nhưng mà nó có cảm giác nó hơi 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 có một chút chua chua. Nhưng mà nếu với hai thằng này thì nếu mà mình đã từng thử qua cái sâm sâm khô ấy, đằng sâm khô hoặc là mình thấy uống rất chi là ngon. Ở đây mình sẽ thử cái thằng rượu sâm dây này. Mình sẽ thử ít thôi. Đây mình. Mình thấy hai thằng là gần như là có cái sự gần như là tương đương nhau, gần như là vậy. Nhưng mà cảm giác là thằng sâm dây thì nó thấy vị nó thanh và nó thơm hơn một chút so với là thằng đẳng sâm. Và mình cũng nói rất rõ là hai thằng này là cùng một chủng, nó có tên là hồng đẳng sâm hay còn gọi là đẳng sâm ở khu vực miền Bắc, còn trong miền Lào người ta gọi là sâm dây ngọc linh đấy. Nhưng mà theo sách thì mình đã nghiên cứu rồi, ở trong quyển sách này thì chúng đều được gọi là đẳng sâm đây. Và chắc là có mọi người cũng đã xem clip mình nói chuyện, mình đã làm clip về thằng đẳng sâm này rồi thì cũng đã biết. Thì ở đây mình làm clip mục đích là mình có sự so sánh này để mọi người có thể nhận biết được giữa hai thằng, đó là đẳng sâm và sâm dây ngọc linh. Ở một thằng thì ở ngoài trồng ngoài phía tây bắc, một thằng thì trong tây nguyên đấy. Còn đây là rượu của nó, đây là rượu của sâm dây ngọc linh, còn kia là rượu của thằng đẳng sâm. Theo kinh nghiệm thì mình đã thấy một số người người ta nói về cái rượu của thằng hai thằng này thì là rượu của thằng sâm dây này thì là uống khá là ngon, nó thơm hơn và mình cũng đã cảm nhận rồi. Và ngoài ra thì nó có là mình ngâm đến nước thứ hai nó vẫn vẫn ngon, nước thứ hai đến nước thứ ba cũng vẫn cứ ngon. Còn thằng kia thì nó chỉ gần như là nó chỉ được khoảng một nước đầu đến nước thứ hai thôi. Đấy. Thì mọi người cũng đấy, của mình làm clip đấy thực tế thế vậy để cho mọi người có cái sự so sánh và để mình cân nhắc khi mà mình khi đặt mua, có thể là mua sâm dây hoặc là hoặc mua sâm dây ngọc linh hoặc là đẳng sâm như tôi ở ngoài Tây Bắc mình hay gọi. Ở đây thì mình đang có cả hai hàng luôn, đó là đẳng sâm và sâm dây ngọc linh rất nhiều đây. Rồi xin cảm ơn mọi người đã theo clip. Các mọi người có những câu hỏi về sâm dây ngọc linh hoặc đẳng sâm hoặc là còn có thể là còn nhiều loại thảo dược khác thì cứ có thể gọi cho bên mình để bên mình sẽ có thể giải đáp thắc mắc và tư vấn cho các bạn kỹ hơn khi muốn đặt mua hàng và những câu hỏi về cách dùng công dụng ra sao bên mình đều có thể trả lời được. Rồi xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi clip của bên mình.